Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, liên tiếp chúng tôi nhận được nhiều đơn thư của khán giả tại địa chỉ khu đô thị Đặng Xá thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, phản ánh về việc hàng loạt xe ô tô của họ đã bị kẻ gian đập vỡ kính, dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng. Điều này dẫn tới sự bất an, lo lắng của cư dân khi mà tình hình an ninh trật tự tại đây đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho chủ đầu tư hay các cơ quan chức năng. Cách đây vài ngày, anh Quỳnh, một cư dân tại khu đô thị Đặng Xá đã phát hiện ô tô cá nhân của mình bị kẻ gian đập kính vỡ vụn tại vị trí phía trước tại ghế phụ. Điều này anh đang cảm thấy hoang mang, lo lắng, bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này tại chính nơi mình sinh sống. Xe của tôi là bị vỡ đầu tiên, sau đó là có một số các cái xe khác cũng có bị tình trạng tương tự. Thì khi mà nhận được cái hình ảnh của một số các anh em đi thể dục buổi sáng sớm gửi về cái xe vỡ gương là xe của tôi, thì là tôi cũng xuống kiểm tra lại, thì trong xe thì không có mất mát gì, bởi vì tôi cũng không có để các cái đồ đạc tài sản gì trong xe cả. Thì tôi nghĩ đơn giản là có thể đây là một trong những cái việc vô tình hay cố ý gì đó. Tuy nhiên thì mình nhìn nhận lại thì mình cũng không có gây thù chuốc oán với ai từ trước giờ. Mình cũng không có động cơ gì và mình cũng không biết là có ai có động cơ gì với mình không. Nên là tôi cũng không truy cứu, bởi vì việc này tôi nghĩ nó đơn giản, nhỏ thôi. Không chỉ trường hợp anh Quỳnh, hàng loạt ô tô của khu dân cư đô thị Đặng Xá cũng đã bị đập phá hoại trong sự bất lực của các cư dân tại đây. Nhiều chủ xe cho rằng chỉ có bản thân rơi vào chuyện hy hữu, nhưng khi vụ việc được đưa lên group chung của tòa nhà thì nhiều cư dân tại đây đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ bức xúc. Cư dân ở cái khu đô thị này thì trước đấy thì mình cũng nghe được thông tin ở trên diễn đàn là có rất nhiều là trường hợp là xe bị vỡ kính vào buổi sáng đấy, dậy thì mình cũng rất là lo sợ, nên mình cũng không biết được là khi là đến sáng mai mình dậy lại thấy là cái xe của mình lại cái kính nó lại vỡ ra như thế, thì mình rất là hoang mang và lo sợ, nên cũng không biết được là như thế nào. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhận được cái thông báo hay là cái khuyến cáo gì từ ban quản lý đâu. Đại diện đơn vị xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá thuộc tổng công ty Viglacera cho biết, dù biết hiện tượng này là có, nhưng hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về tình trạng phá hoại xe ô tô, đồng thời từ chối chưa cung cấp được những thông tin liên quan đến vấn đề này. Anh không quay. Đâu em quay đâu? Trả lời đâu ạ, thì không thì anh sang đây thì có thể dẫn anh đi xem hiện trường, dẫn anh đi. Trường quay anh yên tâm. Thôi thế, nếu hôm quay anh sẽ không trả lời nữa. Anh sẽ chỉ em muốn đi dẫn hiện trường, thì dẫn hiện trường. Vâng, hiện trường thì em sẽ dẫn xuống người dân rồi. Không được ủy quyền để trả lời. Vâng. Công an huyện Gia Lâm cho biết cũng chưa nhận được bất kỳ phản ánh, tố giác của người dân khu đô thị Đặng Xá gửi đến, nhưng đã nắm bắt được thông tin này. Đơn vị này cũng cho biết không ngoại trừ những sự việc ô tô bị phá hoại của một số cư dân xảy ra khi không sử dụng dịch vụ trông xe xung quanh khu đô thị này. Còn người dân thì đang bức xúc, lo lắng khi những hành vi vô pháp vô thiên vẫn đang diễn ra tại chính nơi họ sinh sống.